Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tài chính tối của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp tục tâm lý hưng phấn trước báo cáo rất tốt về thị trường chứng khoán Việt Nam của hai định chế tài chính lớn là Citigroup và HSBC ở hai phiên cuối tuần trước. Phiên giao dịch ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng ở hầu hết các mã chứng khoán lớn nhỏ. Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 9, chỉ số VN Index đã tăng 21,48 điểm. Mức tăng được xem là khá mạnh, thể hiện ngay từ đợt đầu tiên, tăng 11,5 điểm. Tổng giá trị giao dịch đạt tương đương 750 tỷ đồng. Sức cầu nhiều nhất tập trung ở đợt 2, đợt giao dịch liên tục. Giới quan sát đánh giá về nhà đầu tư ngoại đột ngột tăng lượng mua hôm 31 tháng 8 lên 1,9 triệu đơn vị, gấp 2,6 lần so với phiên 30 tháng 8, chính là thuốc kích thích cho thị trường tiến lên mạnh mẽ vào sáng nay. Bên cạnh đó, nhận định lạc quan của Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải HSBC cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mua vào cũng khiến nhà đầu tư vững tin hơn. Bằng chứng là màu xanh trở thành chủ đạo của phiên sáng nay khi có đến 96 mã tăng giá, 11 mã giữ tham chiếu và 7 mã đi xuống. Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu đạt 5,67 triệu cổ phiếu. Theo giới quan sát, trên nhiều sàn chứng khoán, nhà đầu tư đang kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ nới lỏng hạn mức cho vay cầm cố từ 3% như hiện nay lên 5-7%. Nếu điều đó trở thành hiện thực, nhiều nhà đầu tư sẽ không phải bán tháo cổ phiếu để trả nợ nhà băng khi thời hạn tất toán 31 tháng 12 đang đến gần, và lúc đó chắc chắn thị trường sẽ còn sôi động. Tại sàn Hà Nội, HSTC Index tăng 3,59 điểm, đóng cửa đạt 256,14 điểm, mức cao nhất trong nửa tháng qua. Thị trường ghi nhận 51 mã cổ phiếu tăng giá, chỉ có 9 mã giảm giá và 29 mã đứng giá. Giá trị giao dịch tăng mạnh với khối lượng vượt 1 triệu cổ phiếu và giá trị vượt 100 tỷ đồng, tăng hơn 24% về khối lượng và hơn 20% về giá trị so với phiên trước. Tuy nhiên, số cổ phiếu không có giao dịch hôm nay rất nhiều, chiếm 22 mã, trong đó có cả cổ phiếu lớn như BTS. Các nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào nhiều hơn bán ra một chút. Họ mua vào 114.300 cổ phiếu, trong khi bán ra 139.000 cổ phiếu. Cuối tháng trước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong một phiên giao dịch đã nhầm lẫn khi nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, hay còn gọi tắt là RUM, trong Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank từ 30% lên thành 49%. Sự cố hy hữu này đã giúp cho cả triệu cổ phiếu của Sacombank hôm đó được giao dịch với giá kịch trần. Cả nhà đầu tư trong nước sơn sạt, dẫn đến chúng ta chưa thể mở rộng thêm cho các nhà đầu tư nước ngoài trong việc nắm giữ cổ phiếu trong các doanh nghiệp niêm yết. Nói như vậy thì cũng chưa hoàn toàn chính xác, bởi vì khung khổ pháp lý của chúng ta hiện nay tương đối đầy đủ. Chúng ta có luật đầu tư, trên cơ sở là chúng ta chỉnh sửa cái luật đầu tư trong nước và luật đầu tư nước ngoài. Chúng ta có luật chứng khoán, chúng ta có luật bảo hiểm, chúng ta có luật về các tổ chức tín dụng. Dưới những cái văn bản luật này thì có các nghị định hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên thì cái việc mà để thu hút tốt hơn vốn đầu tư gián tiếp thì chúng ta cần phải có thời gian, cần có cái trải nghiệm trong thực tế để chúng ta rút ra được những cái kinh nghiệm, những bài học, và chúng ta xây dựng có được cái chính sách thu hút được tốt. Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Tiếp theo sẽ là những thông tin mới nhất từ thị trường tài chính thế giới. Hôm nay, một nhóm các quan chức quản lý nguồn dự trữ ngoại hối của Trung Quốc cho biết nguồn dự trữ ngoại hối khổng lồ lên tới con số 1,33 nghìn tỷ đô la của đất nước này hoàn toàn không liên quan đến việc đầu tư vào thị trường cho vay thế chấp của Mỹ. Và do vậy, nguồn ngoại hối này vẫn hết sức an toàn. Theo Phó Giám đốc của Vụ Quản lý Ngoại hối Quốc gia SEFE của Trung Quốc, ông Wei Benkhua, thì nguồn dự trữ ngoại hối chính thức của Trung Quốc không liên quan đến thị trường thứ cấp của Mỹ, và hầu hết việc đầu tư ngoại tệ của Trung Quốc tại thị trường Mỹ chỉ chú trọng đến thị trường trái phiếu. Trung Quốc hiện là quốc gia nắm giữ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau Nhật Bản. Mặc dù cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực tín dụng mới đây trên thị trường Mỹ đã lan rộng ra toàn thế giới, song các quan chức Trung Quốc vẫn khẳng định những ảnh hưởng của cơn bão này đến thị trường Trung Quốc là rất hạn chế, và chính quyền Trung Quốc có đủ khả năng để giải quyết những khó khăn trên. Hiện chỉ có 3 ngân hàng Trung Quốc bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng, đó là Bank of China, Industrial and Commercial Bank và China Construction Bank. Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế và tiền tệ của Liên minh châu Âu EU, ông Joaquin Almunia nói rằng cuộc khủng hoảng trên thị trường cầm cố thế chấp Mỹ sẽ không gây tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế của EU trong năm 2007. Theo ông Almunia, tăng trưởng kinh tế năm 2007 của khu vực đồng euro, Eurozone vẫn giữ ở mức tương tự như năm ngoái, với tốc độ tăng GDP khoảng từ 2,7 đến 2,8%. Ông Almunia cũng khẳng định tăng trưởng kinh tế của châu Âu có cơ sở vững chắc và có thể chống đỡ được cuộc khủng hoảng thế chấp ở Mỹ. Tuy nhiên, ông Almunia cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp Mỹ có thể làm ảnh hưởng nhẹ đến mức tăng trưởng trong năm 2008 và các nhân tố rủi ro sẽ gia tăng trong năm tới.
Bản tin tài chính tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin tài chính sáng mai.